gì cả, 22 rồi đó, có cân thế này đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, dòng thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua, vạn vật mãi chuyển xoay theo dòng sinh diệt vô thường biến ảo. Thực vậy, cho dù chúng ta có giàu sang danh vọng, chức quyền hay khốn khổ thấp hèn, không ai tránh khỏi cảnh sanh lão bệnh tử. Ngoài ra, còn vô số những nỗi khốn khổ như xa lìa người thân, mong cầu chẳng được, đối mặt với kẻ thù, thiên tai, địa ách, vân vân. Và nỗi thống khổ tột cùng, đó là lúc sắp chết, thân thể đau nhức, tâm thần hoang mang, hoảng hốt, lo sợ. Sau khi chết, tùy theo nghiệp thiện ác mà thọ lãnh kiếp sống khác, vô số lần sanh ra và vô số lần chết đi, cứ mãi trôi lăn trong dòng luân hồi sanh tử khổ đau. Hôm nay, nhân ngày rằm tháng 2 là ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, hàng Phật tử chúng ta ai ai cũng cảm thấy xao xuyến, bồi hồi, tưởng nhớ đến ân đức của Phật. Khi còn làm Thái tử, Ngài đã nhận thấy cõi đời này là vô thường, khổ não, sanh, lão, bệnh, tử, nên từ bỏ cung vàng điện ngọc, vượt khỏi hoàng thành, dấn thân vào chốn núi non, tu khổ hạnh 6 năm. Và sau 49 ngày đêm ngồi tư duy thiền quán dưới cội bồ đề, tìm ra được ánh đạo vàng, rồi lần lượt đi khắp nơi ôm bát khất thực, đem gương lành giáo hóa chúng sanh. Xuyên suốt 49 năm hoằng truyền chánh pháp, trải qua không biết bao nhiêu gian lao cực khổ, đến 80 tuổi, Ngài thu thần thị tịch dưới rừng cây Sa La. Nhưng chân lý của Ngài vẫn tồn tại mãi mãi như ánh thái dương, xua tan bóng tối vô minh, tham sân si, đem lại an lạc hạnh phúc cho chúng sanh. Nội dung quyển vô thường này là một thực của cuộc đời, là một sự thay đổi không ngừng từ thân xác cho đến tinh thần, xô đẩy con người vào cuộc máy khổ đau triền miên bất tận. Prepare to turn right. Ba nội dung chính, nhưng tác phẩm bao gồm nhiều.